Hướng dẫn gỡ bỏ thiết bị camera trên phần mềm. Ví dụ tôi đây có một thiết bị ngoại tiếng ha, có tên nó là 12345GG. Tôi gỡ bỏ thiết bị này, tôi chọn vào trong cái ba cái gạch nè, chọn ba gạch, chọn cài đặt. Ở đây các bạn sẽ thấy chữ gỡ bỏ thiết bị, thấy không? Chọn gỡ bỏ thiết bị thì thông báo sẽ hiện lên xóa camera. Thiết bị này sẽ không còn khả dụng trên tài khoản của bạn, hủy hoặc xóa. Ở đây ta xóa, chọn xóa, rồi yêu cầu thất bại. Để coi còn không. Đây, tuy báo yêu cầu thất bại nhưng trong phần mềm ta sẽ không còn nữa. Thiết bị đã được gỡ ra khỏi phần mềm, trong này không còn nữa nha các bạn ha. Không thấy cái thiết bị hồi nãy nữa nha. 12345GG không có cái tên đó nữa, chứng tỏ chúng ta đã gỡ thành công. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin hướng dẫn hỗ trợ về loại sản phẩm camera này, vui lòng vào tìm hiểu tại website caracam.pro, có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn để các bạn tham khảo. Chào các bạn.